Education ngày 30 tháng 3. Phần đầu tiên, điểm qua các chương trình đặc biệt của SE trong tuần qua. Chủ chương trình Dâm Sáng, kiến tạo tư duy thịnh vượng, 99 ngày thực hành lòng biết ơn giá trị với các chủ đề được chia sẻ mỗi sáng. Chủ đề 99 cộng nguyên tắc kiến tạo lãnh đạo hạnh phúc. Người chia sẻ, Thạc sĩ Nguyễn Châu Linh, CEO Thư viện Trăm Năm DJC, Tập đoàn Hành Trình Kim Cương. Chủ đề, tìm hiểu về vi chất dinh dưỡng. Người chia sẻ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai. Chủ đề, giải mã hạnh phúc, bài học đường đời số 3 và số 4. Người chia sẻ, chuyên gia Lê Thị Mỹ Linh, CEO Founder Best Talent. Chủ đề, tài chính tâm an. Người chia sẻ, chuyên gia Nguyễn Thị Hải Bình, Giám đốc tài chính, đồng sáng lập tổ chức giáo dục Genius, đồng sáng lập công ty đầu tư tài sản không ngoan Wire. Các chương trình Zoom khác vẫn duy trì như thường lệ. Câu lạc bộ SE Book Tinh Hoa vẫn diễn ra đều đặn vào 12 đến 13 giờ trưa mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Đọc sách, sức mạnh, tiềm thức, các hoạt động tiếp theo trong tuần. Tiếp tục với chuỗi chương trình Zoom sáng, kiến tạo tư duy thịnh vượng, 99 ngày thực hành lòng biết ơn giá trị được chia sẻ từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 15 mỗi ngày với các chủ đề. Thứ sáu, ngày 31 tháng 3, chủ đề chăm sóc đời sống tinh thần lành mạnh. Người chia sẻ, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc, Thạc sĩ tâm lý học lâm sàng, Tiến sĩ Ngô Thị Thanh Mai, giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thứ bảy, ngày 1 tháng 4, chủ đề ý nghĩa thực sự của sự sống theo triết lý yoga cổ điển. Người chia sẻ, chuyên gia Ngân Lê, giáo viên yoga cổ điển. Chủ nhật ngày 2 tháng 4, chủ đề khơi thông dòng chảy thịnh vượng buổi 13. Người chia sẻ, chuyên gia Nguyễn Thế Thiên Trang, cựu giảng viên Đại học RMIT, Dream Builder Coach. Thứ hai, ngày 3 tháng 4, chủ đề 99 cộng nguyên tắc kiến tạo lãnh đạo hạnh phúc buổi số 5. Người chia sẻ, Thạc sĩ Nguyễn Châu Linh, CEO Thư viện Trăm Năm DJC, Tập đoàn Hành Trình Kim Cương. Các chương trình thường lệ vẫn duy trì đều đặn. Câu lạc bộ SE Book Tinh Hoa diễn ra vào 12 đến 13 giờ mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Đọc sách, sức mạnh tiềm thức. Câu lạc bộ người cao tuổi sinh hoạt vào khung giờ 15 đến 16 giờ 30 mỗi thứ bảy hàng tuần. Tuần này, ngày 1 tháng 4, câu lạc bộ sinh hoạt với chủ đề phương pháp để lời cầu nguyện phát sinh uy lực. Người chia sẻ, chuyên gia Ngân Lê, giáo viên yoga cổ điển. Câu lạc bộ giáo viên hạnh phúc sinh hoạt từ 20 đến 21 giờ 30 mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Đặc biệt, tháng 5 này, chương trình huấn luyện trải nghiệm SE Camp Chiến binh thần tốc tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ai nên tham gia SE Camp? Là cá nhân, bạn cần phát triển kỹ năng gì để phát triển bản thân và chuyển mình mạnh mẽ? Là chủ doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị chiến lược gì để dẫn dắt, lèo lái và phát triển doanh nghiệp của mình? Là cha, mẹ, bạn cần làm gì để thoát khỏi sự xáo trộn và bất hòa về tài chính? Làm thế nào để có hạnh phúc trọn vẹn và thấu hiểu con cái? Là leader đang dẫn dắt một đội nhóm, nhưng đội nhóm của bạn vẫn đang trì trệ, chưa thể bứt phá và gia tăng doanh số. Đội nhóm của bạn vẫn còn đang rời rạc, chưa đồng bộ, hợp nhất. Bạn mong muốn phá vỡ vòng an toàn và khiến mình ổn định trong vô định, bị gãy niềm tin giới hạn đã kiềm hãm cuộc đời mình bao lâu nay, để sống một cuộc sống đam mê, nhiệt huyết, hạnh phúc và thịnh vượng. SE Camp dành cho bất kỳ ai trong số chúng ta, không giới hạn về giới tính, về độ tuổi, muốn trải nghiệm những bài học tuyệt vời, muốn khám phá con người phi thường bên trong bạn, tiềm năng thực sự của bản thân mình. SE Camp chứng minh thần tốc là dành cho bạn. Hãy quét mã QR để đến ngay với SE Camp, nắm bắt cơ hội để thay tư duy, đổi cuộc đời. Thông tin chi tiết quý anh chị tìm hiểu tại trang www.secamp.vn. Chào mừng quý anh chị đến với SE Camp trang 05, chiến binh thần tốc, biết ơn trí tuệ, ngời sáng tương lai. Những thông tin khác sẽ được cập nhật liên tục. Hẹn gặp quý anh chị và bản tin.